lần đầu tiên trên thế giới đã có một cái vận động viên đã phá được cái kỷ lục thế giới là chạy một dặm dưới 4 phút. Và điều quan trọng hơn nữa đó là 46 ngày sau thì một vận động viên khác đã làm được điều đó. Và 3 năm sau thì đã có 16 vận động viên đã có thể làm điều đó. Và cho đến ngày hôm nay chúng ta có hơn 1.000 vận động viên đã có thể chạy một dặm với thời gian dưới 4 phút. Cho nên thế giới nó chia làm hai loại người các anh chị và các bạn. Một cái loại người á, phải thấy người khác làm được mới tin là mình làm được, thì cái loại người đó đó thuộc vào cái nhóm limiting belief, tức là có niềm tin giới hạn. Và một cái loại người khác nữa đó là không cần biết ai làm được hay không, tôi tin là tôi làm được, và mỗi ngày tôi giao tiếp tích cực với bản thân để tôi tưới tẩm cái hạt giống kiên trì, hạt giống cam kết và hạt giống kỷ luật của bản thân, và tôi tin rằng tôi làm được thì tôi sẽ làm được. Thì theo các anh chị, màu đỏ với màu xanh trên thế giới này thì cái màu nào đông hơn ạ? Ok, sáng nay thì chúng ta có một cái chủ đề tên là hạnh phúc để thành công. Thì trước khi bắt đầu chắc là xin phép được chia sẻ đôi nét ngắn gọn về diễn giả thôi. Thì mình tên là Nguyễn Hồng Phương, là tiến sĩ công nghệ thông tin tại Pháp năm 1998. Và vào thời điểm đó thì là mình là một trong những cái tiến sĩ trẻ nhất của Việt Nam khi mà có cái bằng tiến sĩ năm 26 tuổi. Thì mình trở về Việt Nam và cái công việc đầu tiên là làm trưởng dự án công nghệ thông tin để tinh học hóa toàn bộ cái quản lý của trường Hoa Sen. Thì sau thời gian này thì mình được trường Hoa Sen mời về làm trưởng khoa công nghệ thông tin, và cũng là người đầu tiên đã đưa các cái môn học về giao tiếp, về làm việc nhóm vào trong các cái chương trình mang tính rất là kỹ thuật cho các cái khoa của các cái trường đại học tại Việt Nam. Đến năm 2008 thì mình được tập đoàn FPT mời về để làm giám đốc đào tạo cho cái chương trình cử nhân của Đại học FPT tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau 9 năm công tác tại Đại học FPT ở cái chương trình cử nhân, thì từ năm 2017 thì mình phụ trách chương trình thạc sĩ của Đại học FPT. Và từ năm 2018 thì song song với công việc tại tập đoàn FPT thì mình còn là founder và trainer về lĩnh vực phát triển tiềm năng con người, và là founder của công ty DKHP, được viết tắt từ chữ Dedication for Kindness, Happiness and Peace, tức là cống hiến cho sự tử tế, hạnh phúc và bình an. Thì mình rất là vui được Camden Group ưu ái để tạo điều kiện cho mình chia sẻ trong buổi sáng hôm nay, bởi vì những cái giá trị của Camden Group và những cái giá trị của DKHP thì nó rất là tương đồng, và mình tin rằng nó cũng là cái giá trị cốt lõi mà tất cả loài người chúng ta cần phải hướng tới trong cái thế kỷ 21 này. Thì một số những cái thành tích nhỏ thôi. Thì năm 2015 thì khi mà chuyển từ cái lĩnh vực công nghệ thông tin sang cái lĩnh vực phát triển tiềm năng con người, thì mình đã giúp cho trường đại học FPT đạt kỷ lục Việt Nam về trí nhớ. Và cho tới ngày hôm nay thì mình đã đào tạo cho hơn 11.000 học sinh sinh viên trong cả nước về cái lĩnh vực này, đào tạo hơn cho 3.000 học viên của các cái doanh nghiệp, trong đó thì đã đào tạo 2 đợt cho Imika với những cái khóa học đã đem lại rất là nhiều cái ấn tượng sâu sắc cho các bạn trẻ. Mà ngày hôm qua thì khi đọc cái Facebook, cái bài chia sẻ của Tracy thì còn nổi da gà nữa, từ vì một năm đã trôi qua mà không biết tại sao các bạn trẻ ở Imika còn rất là nhiều những cái ấn tượng về khóa học. Và mình cũng đã chứng kiến sự thay đổi của các bạn khi mà mình đọc cái Facebook của các bạn. Và hiện nay thì mình cũng đã đào tạo cho gần 600 bạn nhỏ có độ tuổi từ 8 cho đến hết thời sinh viên về cái hành trình tâm trí để chúng ta có thể sống một cách tử tế, hạnh phúc và bình an, để chúng ta vươn ra toàn cầu và thật sự là những cái con người kiến tạo cho một cái xu thế mới trên thế giới. Thì đây là cái tấm hình mà mình rất thích, chụp vào cái thời gian mà mình còn làm việc tại trường đại học FPT với các cái bạn trẻ từ 18 tuổi tới 22 tuổi. Và cái bức hình tiếp theo là một cái bức hình mà mình chia sẻ cho khoảng 230 anh chị là giám đốc công nghệ thông tin vào ngày 17 tháng 5 năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Lúc nãy thì Thúy Vi có nhắc là thấy trên bàn sau lưng cô Phương có một cái chuông, thì không biết là công nghệ có cho phép chúng ta nghe được cái tiếng chuông từ các cái đầu cầu hay không, nhưng mà chúng ta cũng có thể hình dung tưởng tượng, đúng không ạ? Cô Phương sẽ cầm cái chuông và chúng ta sẽ thực tập một cái việc mà có lẽ là nó cũng hơi là ngộ nghĩnh với các anh chị. Nhưng mà có thể nó cũng sẽ là một cái khởi đầu rất là mới cho các anh chị trong những ngày sắp tới. Đó là chúng ta sẽ thực tập quan sát hơi thở. Lúc nãy thì Tracy và chị Thư có nói là chúng ta có thể nhịn ăn 4 tháng, đúng không? Một cách nào đó thì cơ thể con người có thể nhịn ăn 4 tháng. Sau đó thì chị Thư có nói là chúng ta có thể nhịn uống trong khoảng 12 ngày. Nhưng mà cô Phương tin rằng nếu mà chúng ta nhịn thở hơn 2 phút thì có thể là chúng ta sẽ không tiếp tục duy trì được cái sự sống của mình. Cho nên hơi thở nó là một cái gì đó nó rất là gắn liền với cuộc sống của mình. Nhưng mà từ khi sinh ra thì dường như chúng ta sử dụng cái hơi thở của mình một cách vô thức. Tức là chúng ta xem như là đương nhiên chúng ta có nó, và chúng ta chưa có thể hiện cái lòng biết ơn và chưa biết được cái quyền năng của cái hơi thở của mình. Và gần đây khi mà chúng ta thấy ở trên thế giới có cái dịch cúm COVID được đến, và chúng ta thấy ở bệnh viện khắp nơi trên thế giới đều thiếu máy thở và con người phải dừng cái sự sống của mình vì không thể tiếp tục được hơi thở, thì lúc đó chúng ta mới nhận thức được rằng cái hơi thở nó là một cái món quà rất là quý giá mà tạo hóa đã trao cho mình. Nhưng mà ngày hôm nay thì cô Phương muốn giúp cho các anh chị và các bạn chúng ta ý thức hơn về hơi thở, chúng ta tôn trọng hơn, quý trọng hơn cái hơi thở của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu có một cái hơi thở ý thức đầu tiên, có thể là đầu tiên trong cuộc đời của mình. Tức là chúng ta lần đầu tiên chúng ta sẽ chiêm nghiệm, chúng ta sẽ quan sát cái hơi thở của mình, để mà trong một cái giây phút sau đó, trong cái chương trình trình bày của cô Phương, thì chúng ta sẽ quay lại với cái hơi thở ý thức này. Xin các anh chị ngồi trong một cái tư thế thoải mái. Hãy tưởng tượng là chúng ta đã hoàn tất năm 2020. Chuyến cơ của Imika Group đã sẵn sàng chờ chúng ta ở sân bay. Mọi thứ rất là bình an. Chúng ta đã có sẵn hành lý và trong một vài ngày tới thì chúng ta sẽ cùng Imika Group để sang Mỹ, đúng không ạ? Như vậy thì không có cái gì phải lo lắng hết. Và chúng ta ngồi, chúng ta bắt đầu quan sát hơi thở. Cô Phương sẽ xin phép gõ một tiếng chuông. Các anh chị nghe được tiếng chuông thì cũng rất là tốt. Nhưng mà nếu các anh chị chưa nghe được tiếng chuông thì mình cũng bình an để mình bắt đầu cảm nhận cái hơi thở và cho phép cái lời nói của cô Phương trở thành cái lời nói vô thức của các anh chị để dẫn dắt các anh chị trong cái phần bài tập này ạ. Các anh chị hãy hít một hơi thật sâu đi ạ. Và cảm nhận cái luồng không khí rất là mát lạnh. Môi trường của chúng ta, chung quanh chúng ta đang đi vào hai cái sóng mũi của chúng ta và lan tỏa trên phần đầu của chúng ta đi ạ. Hãy thở một hơi ra ngoài và ý thức rằng hơi thở của chúng ta khi đi ra bên ngoài qua hai cái sóng mũi của chúng ta thì nó nóng hơn là cái hơi thở đi vào, đúng không ạ? Tại vì nó đem năng lượng trong người chúng ta đi ra môi trường bên ngoài. Khi các anh chị cảm nhận được rằng hơi thở khi hít vào nó mát lạnh hơn là cái hơi thở thở ra, thì các anh chị cũng đã đạt được một cái mức độ vi tế trong cái sự quan sát của mình. Chúng ta sẽ cùng hít thở 3 hơi và tiếp tục quan sát hơi thở của mình. Hít vào, thở ra, chúng ta hít vào, chúng ta thở ra, chúng ta tiếp tục hít vào, chúng ta thở ra. Ok, các anh chị thực hành rất là tốt. Và nếu mà được cho phép thì có phải là buổi sáng hôm nay lần đầu tiên các anh chị có ý thức về hơi thở của mình không ạ? Cái việc mà mình có ý thức về hơi thở của mình nó quan trọng lắm. Vì khi mà mình có ý thức về hơi thở của mình và mình quan sát cái cơ thể của mình á, thì các anh chị có thể bắt gặp là vừa lúc nãy á, mình đang rất là giận dữ
Cho nên mình quát tháo con mình là sao con ngu quá, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mình làm cái bài tập với chị Thư và mình làm bài tập với cái Tracy thì mình có thời gian mình tĩnh lặng, mình ngồi lại mình mới nhớ. Còn trong cái giây phút lúc mà mình giận dữ con mình thì mình đâu có kịp biết được rằng cái câu nói mà mình chuẩn bị phát ra nó có một cái tác động tiêu cực, đúng không ạ? Cho nên đôi khi trong ngày chúng ta cần dành thời gian nhiều hơn để chúng ta có một cái hơi thở ý thức, để chúng ta có khả năng bắt thóp được chính mình và biết được rằng là chúng ta vừa có một cái suy nghĩ nó len lói lên và nó có thể tiêu cực và nó có thể làm tổn thương người khác và nó làm cho năng lượng của người khác bị tiêu diệt và nó làm cản trở cái sự phát triển của những người chung quanh chúng ta. Nhưng mà mọi người hay hỏi cô Phương là như vậy thì làm sao mọi người có cái chuông này ở bên mình để mà mọi người lâu lâu gõ để mà ý thức được là mình cần quan sát hơi thở của mình, đúng không ạ? Thì giờ cô Phương hay hướng dẫn học viên của mình á, là bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta sẽ thông thái hơn, tức là chúng ta sẽ không có cần có cái chuông, nhưng mà chúng ta sẽ dùng cái chiếc điện thoại của mình, được không ạ? Cái chiếc điện thoại này nó đang là một cái chiếc điện thoại có tên là thông minh, nhưng mà dường như cái chiếc điện thoại này nó làm cho chúng ta bị rối hơn trong cuộc sống. Nó làm cho chúng ta có những bữa ăn mà chúng ta cũng không biết chúng ta ăn cái gì, tại vì chúng ta vội vã ăn để chúng ta vừa trả lời điện thoại, chúng ta vừa trả lời email. Tại vì có thể là ai đó chờ cái email của mình và cái điều đó nó quan trọng hơn là cái việc quan sát cái vị giác của mình. Nó quan trọng hơn cái việc mà mình có thể thưởng thức cái bữa ăn một cách nó bình an. Cho nên từ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thật sự sử dụng cái điện thoại này một cách thông minh hơn, bằng cách là mỗi lần cái tiếng chuông điện thoại tới á, thì thay vì các anh chị vội vã trả lời cuộc điện thoại thì chúng ta sẽ dừng lại, chúng ta sẽ hít vào, thở ra, chúng ta ý thức được cái người mà đang gọi điện thoại cho chúng ta tên gì và liệu chúng ta với cái người mà mình gọi tới cho mình có một cái lấn cấn gì về mối quan hệ hay không, và liệu chúng ta có sẵn sàng để chúng ta trả lời cái cuộc điện thoại với rất là nhiều sự yêu thương và dẫn tới rất là nhiều cái mối quan hệ hợp tác tốt đẹp hơn hay không. Và nếu mà khi quan sát chúng ta như vậy mà chúng ta chưa sẵn sàng thì các anh chị cứ can đảm tiếp tục hít thở cho đến khi nào mà chúng ta sẵn sàng thì chúng ta trả lời cuộc điện thoại. Mà nếu chúng ta chưa sẵn sàng thì cái cuộc điện thoại đó sẽ được xảy ra vào một cái thời điểm mà chúng ta bình an hơn. Thì cô Phương nghĩ rằng chỉ với một cái thực tập nhỏ như vậy thôi thì có lẽ là cuộc đời của các anh chị đã cảm nhận được có thể có một sự thay đổi rồi, đúng không ạ? Chúng ta nhìn trên cái màn hình thì chúng ta thấy là nó có một cái biểu đồ. Cái biểu đồ này cô Phương xin phép dùng lại của giáo sư John Vũ. Thầy là một kiến trúc sư trưởng rất là xuất sắc của hãng Boeing, đã từng quản lý hơn 3.000 kỹ sư trong một cái dự án trên toàn cầu. Và thầy cũng là một cái giáo sư rất là nổi tiếng tại trường đại học Carnegie Mellon University của Mỹ. Thì cách đây hơn 10 năm, thầy có công bố trên cái blog của mình cái hình này. Và trong cái hình này thì chúng ta thấy rằng là nó tái hiện lại tất cả các cái cuộc cách mạng công nghiệp, từ công nghiệp lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, với cái chu kỳ sống nó thu nhỏ dần. Tức là nếu trong những cái cuộc cách mạng đầu tiên cái chu kỳ của nó là 200 năm và chúng ta thấy nó có cái tình trạng là ông truyền, rồi tới cha truyền, rồi tới con nối, cho nên cuộc sống nó dường như bình an. Và khi chúng ta học đại học ngành nào thì chúng ta có thể sử dụng những cái tri thức của mình cho đến khi chúng ta về hưu, đúng không ạ? Thì điều này dường như nó không còn xảy ra trong ngày hôm nay khi mà mọi thứ đã thay đổi rất là nhanh. Nhưng mà dù sao thì cái slide này nó cũng là những cái chuyện mà đã xảy ra trên thế giới này. Như vậy thì ngày hôm nay thế giới đang thay đổi như thế nào ạ? Cô Phương muốn nhắc tới một cái cụm từ nó có tên là VUCA. VUCA là một cái cụm từ nó chỉ mới xuất hiện khoảng vài năm đổ lại đây thôi. Và nó viết tắt từ cái từ là volatility, tức là biến động, một thế giới có rất là nhiều biến động. Một cái thế giới uncertainty, tức là một cái thế giới rất là bất định. Complexity, tức là một cái thế giới rất là phức tạp.
và cuối cùng là ambiguity, tức là một cái thế giới rất là mơ hồ. Nếu mà cái slide này mà cô Phương trình bày cho các anh chị và các bạn vào tháng 12 năm 2019 thì có lẽ chúng ta không cảm nhận được điều đó đâu. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà chúng ta nhìn thấy cái slide này thì tất cả chúng ta đều được thuyết phục, bởi vì Giáng sinh năm nay, Tết Tây năm nay và ngay cả vào cái đêm giao thừa, chúng ta không hề biết là tất cả chúng ta đều cụng ly champagne, chúng ta đều nhận những cái tiền lì xì, những cái lời chúc mừng từ gia đình, từ đồng nghiệp, từ bạn bè, để mà chúng ta chúc tụng cho một cái năm 2020 đầy biến động, mà gần như là quý 1, quý 2 của hầu hết các doanh nghiệp ở Việt Nam đều phải tê cứng lại, đúng không ạ? Hầu như là không ai có thể có cái hoạt động gì ngoại trừ Camly Group và một số rất ít những cái doanh nghiệp đã tự cho mình một cái vị thế mà cô Phương cũng sẽ trình bày trong cái slide này để bước đi ở bất kể mọi việc đang xảy ra. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là trong một cái thế giới đầy biến động như vậy á, chúng ta sẽ tự cho phép chúng ta, nếu cô Phương có được một sự so sánh thì cô Phương rất là muốn so sánh con người chúng ta là một cái siêu máy tính cao cấp, được không ạ? Và nếu chúng ta là một cái siêu máy tính cao cấp thì các anh chị có đồng ý là một cái máy tính thì nó có hai phần không? Nó có phần cứng và phần mềm, đúng không? Như vậy thì nếu chúng ta là một siêu máy tính cao cấp thì các anh chị vui lòng inbox qua cho cô Phương và ban tổ chức biết rằng là như vậy thì phần cứng nó tương đương với cái gì của con người chúng ta? Phần cứng nó tương đương với cái gì của con người chúng ta? Nếu chúng ta là một siêu máy tính. Ok, ok. Bạn Huyền Nga nói là thể xác. Rất là nhiều bạn trả lời lại là cơ thể chúng ta, là cái body của chúng ta. Rất là xuất sắc ha. Như vậy phần cứng của chúng ta chính là phần con, đúng không ạ? Như vậy thì phần mềm nó sẽ là cái gì của chúng ta? Ok. Phần mềm đó là phần tâm, ok. Rất là nhiều anh chị rất là thông thái sau cái phần trình bày của Tracy và chị Thư ha. Ok, phần mềm của chúng ta chính là phần người ha. Và như vậy thì hay nói cách khác, phần con của chúng ta là phần thân và phần người của chúng ta là phần tâm. Như vậy cô Phương sẽ có một cái câu hỏi tiếp theo. Có bao giờ cái phần mềm nó làm hư cái phần cứng của máy tính không ạ? Có cái phần mềm nào nó có thể làm hư cái phần cứng của máy tính không ạ? Ok, nếu mà có thì các anh chị cho biết cái tên của cái phần mềm đó đi ạ. Cái tên chung của cái phần mềm đó nó có tên gì ạ? Ok, nó là phần mềm virus ha, nó là một cái phần mềm thâm nhập vào trong máy tính của chúng ta và làm cho cái máy tính của chúng ta bị hủy hoại hoàn toàn. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng cái phần tâm của chúng ta cũng có thể hủy hoại cái cơ thể chúng ta, đúng không ạ? Và khi đó thì người ta gọi là gì ạ? Người ta gọi là tâm bệnh, đúng không ạ? Ok, như vậy thì trong cái phần đầu của chương trình hôm nay, rất là may mắn là chúng ta có một cái sự kết nối rất là tuyệt vời để chúng ta thấy rằng là Tracy và chị Thư cũng đã giúp cho chúng ta có một cái phần tâm nó khỏe mạnh hơn, nó vững vàng hơn. Nhưng mà trong phần này thì cô Phương sẽ giúp cho các anh chị củng cố nó để không những mình khỏe mạnh, mình mạnh mẽ hơn mà mình còn sẽ là những người dẫn đầu ha, trong một cái thế giới đầy biến động. Thì rất là nhiều nhà kinh tế, rất là nhiều nhà chính trị gia, những người triết học, những cái bác sĩ tâm lý và ngay cả những cái người nghiên cứu rất nhiều về tâm linh, họ nói rằng trong một cái thế giới đầy biến động của thế kỷ 21 thì thật ra COVID-19 chỉ là một sự khởi đầu rất là nhẹ nhàng. Nó là một cái tác rất là nhẹ của tạo hóa, của vũ trụ để thức tỉnh loài người. Và nếu như mà nó là một cái khởi đầu nhẹ nhàng mà chúng ta thấy cái hậu quả của nó đã ghê gớm như vậy á, thì chúng ta rất là mong chờ là nó hết dịch, đúng không ạ? Như vậy thì câu hỏi của cô Phương đặt ra là theo anh chị thì chúng ta hết dịch chưa? Mặc dù là Việt Nam đã đi vào hoạt động, ngày nào chúng ta gọi điện thoại thì chúng ta cũng nghe Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Y tế nhắc nhở chúng ta là tái lập lại kinh tế và sống trong một cái hoàn cảnh nó gọi là bình thường mới, đúng không ạ? Đúng rồi, chúng ta chưa hết dịch nha. Như vậy câu hỏi đặt ra là khi nào thì hết dịch à? Khi nào thì hết dịch à? Có phải là khi có vaccine không ạ?
khi có vaccine 19, khi mà có chúng ta không thể hết virus, virus nó sống trong vũ trụ này và nó không thể hết được. Như vậy thì hết dịch khi nào có vaccine. Mà thật ra là chúng ta không biết được là khi nào có vaccine, và cuộc sống của chúng ta cũng không thể nào chờ các nhà khoa học và các bác sĩ tạo ra vaccine, đúng không ạ? Như vậy vaccine cho thân á, thì chúng ta có thể chờ, các anh chị đồng ý không? Nhưng mà vaccine cho tâm thì nhất định chúng ta không có thể chờ được. Và chúng ta phải tự sản xuất cho mình cái vaccine cho tâm. Và chúng ta phải có ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ, tại giây phút mà các anh chị đang tham dự cái webinar của Imica Group, chúng ta phải tìm cách để chúng ta có cái vaccine cho tâm. Ha, ok, rất là cảm ơn các anh chị đã gửi về rất là nhiều câu trả lời ha. Tuy nhiên thì chúng ta biết đó, là nó có một cái nghịch lý ha, nó có một cái nghịch lý. Với cái sự thông thái của con người thì chúng ta thấy ông Harari có nói một cái câu là nếu có một con mũi vo ve bên tai và phá giấc ngủ của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn biết làm thế nào để diệt con mũi, đúng không ạ? Một là chúng ta đập con mũi bằng tay chúng ta, đúng không? Hai là chúng ta sẽ xức một cái loại kem gì đó để con mũi nó không có vo ve bên tai chúng ta, hoặc là chúng ta mua những cái thiết bị để nó sẽ hút con mũi vào và nó diệt con mũi đi. Tức là con người biết rất là nhiều cách để diệt cái con mũi khi mà nó vo ve bên tai. Nhưng mà nếu có một cái ý nghĩ mà nó vo ve trong đầu mình và nó làm cho chúng ta trằn trọc thâu đêm, nó làm cho chúng ta khó ngủ và nó làm cho chúng ta bất an, thì hầu hết chúng ta không biết làm gì để diệt cái ý nghĩ đó đi. Thì đó là một cái câu nói rất là hay của ông Harari mà cô Phương cũng sẽ trở lại với cái đề tài này trong cái phần tiếp theo của chương trình. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng á, là khi mà ông Einstein mất đi á, thì người ta thấy ông thông minh quá đi, cho nên người ta mới khám nghiệm tử thi, người ta mới mổ não của ông ra, và người ta thấy trong cái não của ông á, cái diện tích mà có cái vết nhăn á, nó chiếm khoảng 26%, và người ta suy ra rằng ông chỉ mới sử dụng có 26% não bộ của mình. Và người ta lại tiếp tục nghiên cứu não của một người bình thường thì người ta thấy rằng là cái vết nhăn nó chỉ chiếm khoảng 1-2%. Như vậy thì chỉ có 1-2% mà chúng ta đã thông thái như vậy, chỉ mới 26% mà ông Einstein đã là một cái thiên tài qua rất là nhiều thập kỷ, rất là nhiều thế hệ trên thế giới này. Thì như vậy chúng ta biết rằng là cái con người của chúng ta có một cái tiềm năng rất là to lớn, đúng không ạ? Nhưng mà làm cách nào để chúng ta có thể phát huy cái tiềm năng này, thì cô Phương muốn chia sẻ với các anh chị một cái hình để nó gợi nhớ, nó nhắc nhở chúng ta hàng ngày rằng đó, thật ra cái phần thông thái và đôi khi chúng ta còn tỏ ra là thông minh, rồi chúng ta còn tỏ ra là nguy hiểm nữa, đúng không ạ? Thì cái phần đó thật ra nó cũng chỉ chiếm có 10% và nó là một cái bề nổi của tảng băng thôi. Chúng ta thật sự còn thông thái rất là nhiều, và cái phần chìm của nó thì chiếm đến 90%. Ok không ạ? Các anh chị có sẵn sàng để đi tiếp, để trong cái phần tiếp theo của chương trình, cô Phương sẽ giúp các anh chị hé lộ được làm thế nào để mình khai phá cái phần tiềm năng của mình bên dưới không ạ? Ok, rất là cảm ơn các bạn. Có rất là nhiều bạn gửi qua là rất là yêu cô Phương, rất là tuyệt vời ha. Ok, bây giờ cô Phương sẽ cho các anh chị làm một cái việc á, mà một bạn nhỏ lớp 1 cũng làm được. Tức là chỉ cần biết đọc, biết viết là chúng ta làm được nha. Ok, như vậy thì nó sẽ dễ dàng cho mọi người hơn ha. Ok, cô Phương sẽ hiện lên cho các anh chị một cái danh sách đi chợ, được không ạ? Cái danh sách này nó gồm có 10 vật bất kỳ, được không ạ? Nó gồm có một nải chuối, giả sử tuần sau chúng ta mới đi chợ nha. Từ vì hôm nay là chúng ta đã dành trọn một buổi sáng cho Imica rồi. Rồi ngày mai thì chúng ta sẽ có một số việc gì đó, cho nên chúng ta quyết định cái danh sách này tuần sau chúng ta mới đi nha. Mà cái danh sách này thì nó gồm có một nải chuối nè, 12 quả trứng nè, một cái giỏ Kitty màu hồng cho con gái, được không ạ? Một chai nước tương, một cái hộp bánh Oreo cho cả nhà ăn xế, một chai nước giặt Omo, vì chúng ta phát hiện là chắc khoảng một tuần nữa thì cái chai nước giặt Omo của chúng ta nó sẽ sắp hết rồi. Một đôi giày Nike màu trắng cho ông xã ha, một cái chai tương cà, một cái quyển tạp chí và 5 kg khoai tây, được không ạ? Theo các anh chị thì chúng ta mất bao lâu để học thuộc danh sách này ạ? Các anh chị đừng có ghi chép xuống nha, tại vì chúng ta đã làm cái điều đó mấy chục năm rồi mà nó không có hiệu quả.
tại vì chúng ta vẫn có thể quên, cho nên cô Phương sẽ hướng dẫn các anh chị một cách thông thái hơn rất là nhiều. Theo các anh chị, chúng ta mất bao lâu để nhớ cái danh sách này ạ? Nửa tiếng không ạ? Một tiếng không ạ? Rồi có bao giờ chúng ta học rồi ngày mai chúng ta quên, hoặc là chúng ta học xong rồi tuần sau đi chợ, đi về mua có 9 món thôi còn một món quên, cái thành ra một ngày phải đi chợ 2 lần không ạ? Có anh chị nào gặp trường hợp là một ngày mình đi chợ tới 2 lần không? Tại vì mình ok có ạ ha. Bạn Nguyễn Phú Thi nói là có ạ, đi chợ rất là nhiều lần trong ngày ha. Bây giờ cô Phương sẽ hướng dẫn các anh chị một cái phương pháp để chúng ta có thể nhớ được cái danh sách này ha. Ok, các anh chị có nhận ra trước mặt mình là cái căn phòng của ai không ạ? Rất là mong muốn là cuối năm nay cái chuyến chuyên cơ của Imica Group sẽ đưa các anh chị đến tham quan được cái căn phòng này tại Washington DC ha. Đó là phòng làm việc của Tổng thống Donald Trump ha. Ok, các anh chị bắt đầu quan sát giùm với cô Phương nha. Các anh chị có thấy cái điểm số 1 không ạ? Cái điểm số 1 đó là cái cửa vào. Bây giờ các anh chị hãy hình dung, tưởng tượng là tay cô Phương đang cầm một cái nải chuối được không ạ? Chúng ta thông thái hơn rất là nhiều rồi nha. Chúng ta có thể thấy được một nải chuối trên tay cô Phương, mặc dù tay cô Phương đang không có cái gì hết và chỉ đang nâng không khí trước mặt mình thôi. Ok, rồi các anh chị sẽ thấy là mặc dù cô Phương là tiến sĩ nhưng mà đôi khi cô Phương cũng rất là nghịch ngợm. Cho nên là cô Phương đang cầm cái nải chuối và cô Phương ném vào cái cửa của ông Donald Trump. Và các anh chị thấy cái cửa màu trắng này hiện giờ, bây giờ thì nó dính đầy cái gì vậy? Cái cửa màu trắng này bây giờ nó dính đầy cái gì vậy? Chuối bị vỡ ra, bị chảy ra, rất là dơ đúng không? Bị dính chuối, các anh chị có thấy cái cảnh là cái cửa bị dính chuối chưa? Ok, các anh chị thấy rồi thì các anh chị bấm yes ha. Ok, chúng ta sẽ đi qua vật thứ hai là chúng ta cần mua 12 quả trứng. Cô Phương sau khi ném chuối, dường như sáng nay không có ai bảo vệ cái căn phòng này, cho nên cô Phương lại tiếp tục cầm 12 quả trứng. Và cô Phương ném vào cái ghế, và các anh chị có thấy trên cái ghế này 12 cái quả trứng gà nó bị chảy ra, nó vỡ ra, và các anh chị thấy là lòng đỏ nè, lòng trắng nè, nó chảy làm dơ cái ghế không ạ? Anh chị nào thấy rồi thì anh chị cũng bấm nút yes cho cô Phương ha. Ok, rồi tiếp tục. Sau đó thì chúng ta, hồi nãy chúng ta nói là chúng ta cần mua một cái giỏ cái ti màu hồng, đúng không? Chúng ta cũng không hiểu vì lý do nào mà ông Donald Trump thay vì để những cái kỷ niệm chương, những cái vật lưu niệm của các cái quốc gia, thì ông lại để một cái giỏ cái ti màu hồng ở trên cái kệ này. Và chúng ta thấy đôi khi ông cũng rất là trẻ con đúng không ạ? Các anh chị có thấy cái giỏ cái ti màu hồng trên cái tủ âm tường của ông trong phòng làm việc của ông Donald Trump không ạ? Và sau đó thì chúng ta cần phải mua nước tương, cho nên chúng ta thấy là ông Donald Trump đôi khi bị áp lực trong công việc quá, nên ông lại dùng một cái chai nước tương, ông xịt đầy những cái hình hài trên cái bức tường, nó làm cho cái bức tường của ông rất là dơ. Các anh chị có thể hình dung ra luôn một cái hình biếm họa của ông Donald Trump mà ông tự vẽ về mình trên bức tường này, để mỗi khi ông bị áp lực thì ông sẽ quay qua bên trái nhìn cái bức tường để nở một cái nụ cười tươi, để lại tiếp tục quay về những cái tư duy tích cực và những cái lời nói tích cực như là Tracy và chị Thư đã hướng dẫn cho chúng ta đầu giờ ha. Ok, sau đó thì chúng ta thấy ông Donald Trump cũng là một người bình thường thôi, cho nên đôi khi làm việc ông cũng rất là đói bụng, mà thư ký thì chưa có kịp đem thức ăn vào, cho nên trong cái tủ này ông giấu bánh Oreo trong đó. Các anh chị có thấy ông Donald Trump đang giấu bánh Oreo trong cái hộp tủ kéo không ạ? À? Ok, trong cái hộp tủ gỗ ha, có rất là nhiều cái bánh Oreo. Ông cũng xoay một cái y chang như là cái quảng cáo của bạn gì ạ? Bạn gì quảng cáo cái bánh Oreo, bạn Chi Bảo ha. Ông quay một cái xong ông mới ăn ha. Ok, sau đó thì không biết vì lý do gì mà ông nói rằng cái màn của ông dơ quá, cho nên ông yêu cầu thư ký là tuần sau phải giặt cái màn này. Và ông đặc biệt thích Việt Nam, nhất là trong cái đợt dịch này Việt Nam có cái bài mà rửa tay rồi đúng không, phải rửa tay rồi phải tránh xa rồi phải đeo khẩu trang, cho nên ông quyết định là sẽ mua giặt bình bột giặt Omo của Việt Nam để mà giặt cái màn này. Các anh chị thấy cái cảnh đó chưa? Ok. Cuối cùng thì ông mới nói rằng là nói chung là bận đồ suýt,
và mang giày tây, đôi khi nó quá trịnh trọng, cho nên ông quyết định là cuối tuần này thì ông sẽ tự đi mua cho mình một đôi giày Nike màu trắng, được không ạ? Và để nhớ được điều này thì ông gắn cái đôi giày Nike trên cờ Mỹ. À, nước Mỹ là một cái nước rất là tự do, à, cờ thì là cờ, nhưng mà người ta vẫn dùng cái hình ảnh của cờ để người ta may bikini nè, rồi người ta làm những cái túi xách. Và ông Donald Trump thì còn bá đạo hơn, là ông nói ông sẽ treo một cái đôi giày Nike màu trắng số 9 trên cái cờ của nước Mỹ, được không ạ? Ok, và tiếp tục thì chúng ta thấy trong cái danh sách thì chúng ta cần phải mua một cái hũ tương cà, cho nên trên cái bức tranh này có lẽ nó là một cái bức tranh cổ điển mà Mỹ đã mua từ cái bảo tàng Louvre của Pháp. Thì chúng ta thấy ông Donald Trump dùng tương cà và vẽ một cái mặt cười đối xứng với cái hình điếm họa của ông. Ở bên cái số 4 là một cái chai nước tương, được không ạ? Hồi nãy chúng ta nhớ số 4 là một chai nước tương và ông đã tự vẽ cái hình điếm họa của mình. Thì bây giờ ở số 8 thì chúng ta thấy có một cái mặt cười, nó cười với lại cái hình bên số 4 và nó được vẽ bằng tương gà cà. Một bên thì màu đỏ, một bên thì màu đen ha. Ok, cuối cùng thì để đảm bảo cái sự riêng tư thì ông quyết định là ông lấy một cái quyển tạp chí, ông xé ra và ông sẽ dán che đít hết lại cái cửa này để ông có cái sự riêng tư khi làm việc trong cái văn phòng của mình. Đó là cái điểm số 9. Và cuối cùng thì ông nói nếu có tương cà mà không có khoai tây thì sẽ rất là buồn, cho nên ông quyết định là cuối tuần này sẽ mua 5 ký khoai tây. Và tự nhiên khi ông nghĩ ra điều đó thì 5 ký khoai tây của ông tự mọc tay mọc chân và chạy lung tung trên cái sàn gỗ trong cái phòng làm việc của ông. Các anh chị có ok không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dành một ít phút. Các anh chị nào còn nhớ thì chúng ta inbox cho cô Phương cái danh sách mà chúng ta phải đi chợ trong 8 ngày nữa đi ạ. Ok, mỗi anh chị inbox một hàng thôi ha. Chúng ta để 10 vật chúng ta cần mua trong một hàng để ban tổ chức của chương trình dễ chấm điểm. Và biết đâu sau phần chia sẻ ngày hôm nay thì Tracy, Thúy Vi và Diệp Trúc sẽ có thời gian xem lại cái phần trả lời này, và các anh chị nào mà trả lời đúng 10 câu thì sẽ nhận được một cái phần quà nho nhỏ từ Imika để ghi dấu ấn của cái buổi sinh hoạt của chúng ta vào buổi sáng hôm nay ha. Ok. À, nếu mà anh chị Ok Huyền Nga. Trời, Huyền Nga trả lời đầy đủ luôn á, cả số lượng, cả kích thước, cả màu sắc luôn ha. Ok, Vân Đỗ, Trần Ngọc, Hồng Liên, bạn Đoàn Ngọc Sáng, ok, bạn Huỳnh Thị, Đủ ha, bạn Quế Nhi, Tracy, Nguyễn Đức Chính, ok, Nguyễn Đức Chính trả lời đầy đủ luôn ha. Ok, có một bạn với mã số 35751, Phạm Thủy Tiên, cũng đã trả lời đầy đủ 10 vật, đúng không ạ? Quỳnh Trâm, ok, Daisy, ok, Nguyễn Ánh Tuyết, Daisy, không biết có phải là bạn Cúc đến từ Bà Rịa Vũng Tàu không ạ? Ok, rồi, rất là xuất sắc ha. Cô Phương tin rằng vì mình không có thời gian, chứ nếu mình có thời gian thì hơn 100 anh chị đang có mặt trong cái webinar sáng nay của chúng ta đều có thể nhớ vanh vách được cái danh sách này, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta có thấy hồi nãy các anh chị nào mà inbox qua cho cô Phương là mình mất một tiếng đồng hồ để mình học danh sách này, hoặc là mình mất 30 phút để mình học danh sách này mà mình vẫn có thể quên nha. Thì ngày hôm nay chúng ta đã phát hiện ra một cái cách rất là vi diệu của não để chúng ta có thể ghi nhớ danh sách này cùng cô Phương trong thời gian là 3 phút không ạ? Và cô Phương tin chắc rằng chuyến phi cơ vào cuối năm nay của Imika khi đưa các anh chị đến tham quan cái căn phòng này thì chắc chắn khi bước vào các anh chị sẽ thấy nải chuối. Khi quẹo tay phải nhìn cái ghế, các anh chị sẽ thấy 12 quả trứng. Nhìn lên cái tủ âm tường của Donald Trump, các anh chị sẽ thấy một cái giỏ Kitty màu hồng, đúng không ạ? Nhìn lên bức tường thì thấy cái hình biếm họa của tổng thống được vẽ bằng chai nước tương. Rồi còn biết rằng tổng thống cũng rất là hay ăn vụng bánh Oreo và rất là thích bột giặt Omo của Việt Nam. Rồi thỉnh thoảng thì lại lấy cái đôi giày được treo trên cái lá cờ Mỹ, đôi giày Nike màu trắng để chạy bộ trong cái khu viên của Nhà Trắng. Rồi tổng thống cũng đã không quên mua một chai tương cà và cũng lấy một cái quyển tạp chí để che toàn bộ cái cửa, và khi mà nhìn xuống sàn
thì chúng ta thấy vừa đi chúng ta phải vừa né, bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ vướng phải những cái củ khoai tây đang chạy lăng xăng trên cái sàn nhà, đúng không ạ? Chắc chắn điều đó sẽ xảy ra vào cuối năm nay cùng với cái chuyến phi cơ của Imika. Nó rất là thú vị. À, và một cái điều nó còn thú vị hơn á, là đối với lại các bậc phụ huynh mà quan tâm để nâng cấp não bộ của mình. Hồi nãy chúng ta thấy có ngân tệ, đúng không ạ? Chúng ta thấy có tiền tệ, bây giờ cô Phương muốn nói tới não tệ. Tức là chúng ta cũng phải làm thế nào để chúng ta nâng cấp cái não của mình bằng cách chúng ta có thêm nhiều cái não tệ cho chúng ta. Thì với một cái khóa học với cô Phương thì không chỉ các bạn nhỏ từ 8 tuổi có thể nhớ được cái chuỗi rất là nhiều con số mà các anh chị thấy trên bảng với thời gian dưới 10 phút, mà kể cả các bậc phụ huynh trên 50, cô Phương đã từng có những cái học viên 65 tuổi cũng có thể làm được cái điều này. Thật ra cái ghi nhớ cái điều này á, thì nó không có quan trọng lắm, nhưng cái quan trọng á, là chúng ta sẽ nhớ được môn lịch sử nè. Các bạn nhỏ đi học lịch sử các bạn sẽ rất là tận hưởng nè. Các bạn sẽ biết cách để học thuộc các cái địa danh trong môn địa lý nè, trong môn công nghệ nè, học được ngoại ngữ rất là dễ dàng. Và đối với những người lớn như chúng ta thì chúng ta còn có thể nhớ được tên của đối tác nè, nhớ được nội dung của một bài thuyết trình và nhớ rất là nhiều việc mà chúng ta cần phải làm trong cuộc sống này. À, cô Phương muốn hỏi các anh chị ở đây á, là các anh chị có thích ăn thịt gà không ạ? Ok, ai thích ăn thịt gà thì bấm nút yes giùm cô Phương ha. Ok, ok, có ạ. Yes, yes. Ok, dạ có. Ok, chúng ta rất là thích ăn thịt gà. Một câu hỏi khó hơn nha. Chúng ta thích ăn gà công nghiệp hay là gà đi bộ ạ? Ok, các anh chị tiếp tục inbox qua cho cô Phương là mình thích ăn gà công nghiệp hay gà đi bộ ha. Ok, hầu hết mọi người sẽ thích ăn gà đi bộ. Nó ngon, tại vì thịt nó dai. Mà tại sao thịt nó dai à? Là tự vì nó đi bộ, đúng không ạ? Còn gà công nghiệp thì nó đứng trong chuồng, cho nên thịt nó rất là bở và ăn không có ngon. Thì não tệ của mình cũng vậy. Nếu mà mình rèn luyện trí não mỗi ngày, mình học cách ghi nhớ thông tin, thì mình có thể có một cái exercise cho mình vào mỗi buổi sáng 15 phút trước khi chúng ta bắt đầu vào một ngày mới, thì chúng ta sẽ linh hoạt, chúng ta sẽ nhạy bén. Người khác thì thấy vấn đề, còn chúng ta thì sẽ thấy giải pháp. Người khác á, thì sẽ thấy khổ đau, nhưng mà chúng ta sẽ thấy hạnh phúc ha. Ok. Cô Phương muốn giới thiệu cho các anh chị một cái sau khi mà các anh chị có cái tư duy tích cực rồi á, thì giờ chúng ta phải chuyển hóa cái tư duy đó. Nó sẽ là một cái bước nâng cấp của tư duy tích cực. Chúng ta biến nó thành một cái thứ nó gọi là niềm tin, được không ạ? Cái niềm tin nó quan trọng lắm. Thì cho đến năm 1954 á, thì tất cả các cái nhà nghiên cứu về cơ thể học và các bác sĩ họ đều nói rằng là cơ thể con người được cấu tạo để mà chạy một dặm. Một dặm là nó khoảng 1.66 km ha. Ok. Và tất cả các cái bác sĩ và những người nghiên cứu về cơ thể học họ đều nói rằng cơ thể con người chỉ có thể chạy một dặm trên 4 phút thôi. Tại vì dưới 4 phút thì nó sẽ phá vỡ cái cấu trúc của cơ thể và cái vận động viên đó sẽ chết trước khi về đích. Thì tất cả thế giới, tất cả vận động viên trên thế giới này cho đến năm 1954 đều không làm được điều đó. Tức là cái giới hạn của họ lúc đó là 4 phút. Thì trong năm 1954 có một kẻ điên rồ tên là Roger Bannister. Anh ta là sinh viên khoa y của trường đại học Oxford. Và ngày nào thì anh ta cũng để tay lên ngực và nói rằng tôi đã nhìn thấy mình chạy một dặm dưới 4 phút. Nhưng mà không phải anh ta nói câu đó xong cái anh ta ra sân vận động anh ta chạy cái anh ta dưới 4 phút đâu nha. Khi anh ta nói câu đó xong á, thì não của anh ta nghe, đúng không ạ? Và nó như là một cái nguồn năng lượng tuôn chảy. Nó liên tục trong cơ thể của anh ta. Và anh ta đã thu hút được rất là nhiều cái nguồn năng lượng xung quanh để cho anh ta một cái sự kiên trì luyện tập nè. Cho anh ta thu hút gặp được những cái bác sĩ về dinh dưỡng nè, giúp cho anh ta có một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp. Và anh ta luyện tập trong một cái thời gian rất là dài. Và chúng ta cùng xem cái bộ phim sau đây để thấy được cái điều gì mà Roger Bannister đã đem lại cho thế giới này ha. Ok.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ quan sát nha. Chúng ta sẽ quan sát. Cô Phương sẽ dừng lại một chút và cô Phương sẽ đặt cho các anh chị một cái câu hỏi. Cô Phương đặt cho anh chị một câu hỏi là trong một cái cuộc đua như vậy á, thì cái người mà chạy trước á, có biết ai chạy sau mình không ạ? Mình chạy, mình cắm đầu mình chạy thì mình có cơ hội mình quay ra phía sau không ạ? Mình đâu có biết ai chạy phía sau mình đúng không ạ? Nhưng mà cái người mà chạy phía sau họ nhìn thấy lưng của cái người phía trước, và trên lưng thì chắc chắn có một con số đúng không ạ? Thì cái người chạy phía sau có biết được là ai chạy trước mình không ạ? Ok, các anh chị inbox qua là biết ha, cái người chạy phía sau hoàn toàn biết cái người chạy phía trước mình là ai. Như vậy thì cái mục tiêu của cái người mà chạy phía sau á, nó có rõ ràng hơn cái người chạy phía trước không ạ? Cái mục tiêu họ rất là rõ ràng, họ đọc họ tên tuổi của cái người phía trước và họ đưa cái yêu cầu cho não bộ, họ nói là nhất định họ phải qua mặt cái người đằng trước, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem tiếp cái phần còn lại của bộ phim ha. Có một cái đoạn, nó sẽ có một cái đoạn gần thôi. Anh chàng phía sau sẽ tìm cách qua mặt cái anh chàng phía trước ha. Cô Phương sẽ dùng hỏi một câu và các anh chị sẽ trả lời bằng phản xạ của mình nha. Vào cái thời điểm này, khi mà cái anh chàng phía sau qua mặt cái anh chàng phía trước á, thì theo các anh chị, cái anh chàng phía trước đang dẫn đầu có bị giật mình không ạ? Bị giật mình đúng không? Và khi mà người ta giật mình thì người ta sẽ không có đủ thời gian để cho ý thức nó can thiệp, và người ta sẽ phản ứng bằng vô thức. Nó là cái phần màu đỏ mà hồi nãy chị Thư nói đó. Tức là tất cả những cái gì mà mình muốn tuôn ra đó là mình tuôn bằng vô thức. Như vậy thì theo các anh chị, cái anh mà đang chạy đầu mà bị qua mặt, thì vào thời điểm đó cái anh sẽ toát ra cái câu gì ạ? Các anh chị inbox qua cho Phương, cô Phương cái câu đó đi ạ. Đúng rồi, rất là xuất sắc. Bạn Trần Ngọc rất là xuất sắc. Bạn Nguyễn Thị Nhung rất là xuất sắc. Tracy cũng xuất sắc. Tú Ngô Cẩm, Ngô Cẩm Tú, Nguyễn Vũ Hoàng, Hồng Liên, Quế Nhi, Thu Lê, Thư Lê đúng không ạ? Anh ta sẽ phản xạ không điều kiện, anh ta sẽ nói cái câu là chết rồi, thua rồi. Được không ạ? Chết rồi, thua rồi. Và khi anh ta nói cái câu chết rồi, thua rồi thì nó có phải là năng lượng không ạ? Cái câu chết rồi, thua rồi bản thân nó có phải là năng lượng không ạ? Chúng ta đã thấy trong cái bộ phim ban đầu mà Tracy chiếu về hai cái cây mà do cái tập đoàn IKEA, đúng không? Là một cái tập đoàn về nội thất rất là nổi tiếng của Thụy Điển. Thì lời nói nó là năng lượng. Như vậy cái câu thua rồi, chết rồi nó là năng lượng. Và khi anh ta tự truyền cho mình một cái năng lượng là thua rồi, chết rồi, thì chúng ta sẽ cùng xem cái kết cục của bộ phim ha. Roger Bannister đã bỏ mặc cái người đầu tiên đã dẫn đầu trong một cái phần rất là dài của cuộc đua ha. Và Roger Bannister đã bứt phá, bởi vì trong đầu của Roger Bannister chỉ có một câu nói mà Roger Bannister đã tự nói với bản thân mình trong nhiều tháng qua. Đó là tôi đã nhìn thấy mình chạy một dặm dưới 4 phút. Và cái năng lượng của cái câu nói tôi đã nhìn thấy mình chạy một dặm trong 4 phút, dưới 4 phút, nó đã được nuôi dưỡng trong rất là nhiều tháng qua. Nó đã được tưới tẩm, tiếp tục tưới tẩm, và nó đã thêm cho Roger Bannister rất là nhiều những cái năng lượng, như là những cái bông tuyết mà chúng ta đã nhìn thấy lúc nãy ha. Và Roger Bannister đã về đích với thời gian là 3 phút 59 giây và 4 khắc. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và lần đầu tiên ha, lần đầu tiên trên thế giới đã có một cái vận động viên đã phá được cái kỷ lục thế giới là chạy một dặm dưới 4 phút. Và điều quan trọng hơn nữa đó là 46 ngày sau thì một vận động viên khác đã làm được điều đó. Và 3 năm sau thì đã có 16 vận động viên đã có thể làm điều đó. Và cho đến ngày hôm nay chúng ta có hơn 1.000 vận động viên
đã có thể chạy một dặm với thời gian dưới 4 phút. Nhưng mà vào ngày 6 tháng 5 năm 1954 thì đã phải có một Roger Bannister làm được điều đó. Cho nên thế giới nó chia làm hai loại người các anh chị và các bạn. Một cái loại người á, phải thấy người khác làm được mới tin là mình làm được. Thì cái loại người đó đó thuộc vào cái nhóm limiting belief, tức là có niềm tin giới hạn. Và một cái loại người khác nữa đó là không cần biết ai làm được hay không, tôi tin là tôi làm được. Và mỗi ngày tôi giao tiếp tích cực với bản thân để tôi tưới tẩm cái hạt giống kiên trì, hạt giống cam kết và hạt giống kỷ luật của bản thân. Và tôi tin rằng tôi làm được thì tôi sẽ làm được. Thì theo các anh chị, màu đỏ với màu xanh trên thế giới này thì cái màu nào đông hơn ạ? Rất là may là hai cái màu này nó rất là hợp với cái màu của chị Thư lúc nãy trên cái file PowerPoint ha. Ok, nó dường như là một cái quy chuẩn chung không có ngôn từ của thế giới này về cái loại người tiêu cực và cái loại người tích cực, đúng không ạ? Đúng rồi, màu đỏ nó sẽ đông hơn rất là nhiều và nó chiếm 96%. Và cái màu xanh thì rất là ít hơn rất là nhiều và nó chỉ chiếm 4%. Và các anh chị có biết một cái bí mật á, là 4% người giàu nhất trên thế giới á, họ có thể giàu hơn tổng tài sản của 96% người còn lại không ạ? Như vậy thì từ ngày hôm nay chúng ta tự quyết định là chúng ta thuộc nhóm màu xanh hay nhóm màu đỏ, được không ạ? Cô Phương muốn dành một phút các anh chị tự ghi xuống cái quyển sổ tay của mình là tôi quyết định là thành viên của 4% người xuất chúng và có niềm tin tạo động lực trên thế giới đi ạ. Ok. Vì hôm nay chúng ta có rất là nhiều cái năng lượng được tuôn chảy trong một cái buổi tọa đàm với lại Camly Group ha, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục cho nó được tuôn chảy. Hai các anh chị đã quyết định mình tham gia vào 4% thành viên những người xuất chúng trên thế giới rồi, đúng không ạ? Ok, như vậy thì các anh chị có đồng ý là để mình có thể suy nghĩ tích cực thì mình cần phải có hạnh phúc không ạ? Thế cái người mà bất hạnh thì họ không thể nào họ suy nghĩ tích cực được, và khi mà mình suy nghĩ tích cực thì mình mới có thể có được cái hạnh phúc. Và khi mình có được cái hạnh phúc á, thì mình mới có thể dễ dàng đặt cho mình những cái mục tiêu nó vượt ra khỏi bản thân của mình ha. Đạt Lai Lạt Ma có một cái câu hay lắm, cô Phương muốn chia sẻ với các anh chị trong buổi sáng hôm nay. Đó là đau thì không thể tránh. Dịch Covid-19 nó đã đến rồi, rất là nhiều người bị đau đớn. Đau thì chúng ta không có thể tránh được. Chúng ta bị đứt tay, chúng ta không có thể tránh được. Chúng ta bị giật một cái túi sách, chúng ta không có thể tránh được. Nhưng mà khổ thì chính là sự lựa chọn, đúng không ạ? Sự việc nó xảy ra rồi. Còn cái tâm trạng của chúng ta, cái lý trí của chúng ta, cái tâm của chúng ta, nó là một sự lựa chọn. Như vậy thì hãy quyết định hạnh phúc để chúng ta có thể thành công ha. Cô Phương sẽ giới thiệu một cái quy trình, nó rất là đơn giản nhưng mà nó cũng rất là quyền năng. Nó có tên là tái đóng khung ha. Chúng ta sẽ cùng thực tập sáng hôm nay luôn ha. Tái đóng khung là gì ạ? Tái đóng khung là chúng ta sẽ gán một cái ý nghĩ tích cực cho một cái việc vốn nó rất là tiêu cực. Có nghĩa là thế giới đang nhìn thấy bầu trời nó màu đen, màu xám, rất là nhiều cơn mưa, rất là nhiều cơn bão nó đang dập đến, đúng không ạ? Nó là thế kỷ của 6 tháng đầu năm 2020 và rất là nhiều người trên thế giới này, nếu không muốn nói là 96% người trên thế giới đang nhìn thấy bầu trời rất là tối đen. Tuy chỉ có 4% người thấy nó rất là sáng rực, nó là một cái cơ hội để chúng ta tách ra khỏi đám đông và chúng ta đi. Và rất vui là trong 4% đó thì có các cái anh chị của Camly Group và có cái anh chị của nhóm GIA, đúng không ạ? Chúng ta đã quyết tâm chúng ta gia nhập thành viên 4% người xuất chúng, cho nên chỉ có chúng ta mới đang nhìn thấy một cái mảng trời rất là xanh trong một cái bầu trời tối đen như vậy. Chúng ta sẽ làm một cái bài tập sau đây nha. Bắt đầu tối nay về, các anh chị tràn đầy năng lượng, các anh chị đi ngủ, rồi sáng mai các anh chị thức dậy, các anh chị vươn vai. Rồi không biết vì lý do gì các anh chị quên bài hôm nay mất tiêu rồi. Các anh chị quay qua, các anh chị quay lại, các anh chị thấy cuộc đời không có gì vui. Tại vì mình cũng nhìn thấy cái đứa con của mình nó không có chịu học hành, đúng không? Mà hồi nãy mình có phát biểu tiêu cực đó. Rồi mình quay qua mình thấy một người vợ của mình hay một người chồng của mình chưa có được như mình mong muốn. Rồi cái mình có một cái suy nghĩ tích tiêu cực và mình cảm thấy cuộc đời mình nó không có được hạnh phúc. Rồi cái mình giật mình từ vì có tiếng điện thoại reo.
và mình nhớ rằng là cái tiếng điện thoại reo nó là một cái tiếng chuông, từ vì tiếng điện thoại của mình kể từ ngày hôm nay nó là một cái vật thông minh rồi, cho nên nó cho chúng ta một cái sự thông thái, và chúng ta cũng không buồn nhìn có ai gọi, chúng ta chỉ giật mình và nhớ rằng là chúng ta cần phải quan sát. Và chúng ta quan sát mình và chúng ta thấy là mình vừa mới có một cái suy nghĩ tiêu cực nó len lỏi trong đầu mình, và chúng ta lập tức tái đóng khung. Và chúng ta hít một hơi thật sâu, thở ra, hít một hơi thật sâu, thở ra, ý thức rằng trên thế giới hiện nay đã có hơn 1 triệu người mắc bệnh corona rồi, đúng không ạ? Và có hàng trăm ngàn người đang ở trong bệnh viện, và cũng đã có rất là nhiều người đã ra đi, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thở bằng cái hơi thở của chúng ta, như vậy chúng ta có hạnh phúc không ạ? Nếu các anh chị hạnh phúc, các anh chị kích lại cho cô Phương, giữ neo lại của mình, tự nói là tôi hạnh phúc và say yes vào trong màn hình chat đi ạ. Ok. Nhưng mà chúng ta, đôi khi chúng ta cũng là một cái con người còn vớ vẩn lắm, cho nên sau khi ý thức rằng với một hơi thở ý thức chúng ta thấy là chúng ta hạnh phúc, rồi chúng ta đi trang điểm, chúng ta thay đồ, chúng ta xuống ăn sáng, cái chúng ta đi ra, mở cửa chúng ta đi ra, chúng ta dắt cái xe máy của mình, và rồi vội vã chúng ta đeo cái túi xách trên vai của mình và chúng ta chạy xe, thì vừa mới ra đầu ngõ thì có một ai đó đã giật cái túi xách của mình. Từ vì thời dịch mà, cho nên rất là nhiều người họ mất việc làm, cho nên tệ nạn xã hội nó có thể có nhiều hơn, và chúng ta vừa bị giật một cái túi xách và trong đó nó cũng có hơi nhiều tiền, đúng không ạ? Vào thời điểm đó các anh chị hãy giật mình và các anh chị tái đóng khung, hãy gửi cái câu tái đóng khung qua màn hình chat cho ban tổ chức đi ạ. Chúng ta vừa bị mất một túi xách nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hạnh phúc, vì mất tiền thì rất là đau nhưng mà khổ là sự lựa chọn của chúng ta, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ nói gì với bản thân ngay khi chúng ta vừa bị mất cái túi xách ạ? Để chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc tràn đầy và vẫn là thành viên của 4% người xuất chúng trên thế giới ạ. Ok, bạn có một bạn chat qua là may quá, của đi thay người ha. Ok, của đi thay người. Ok, rất là cảm ơn, vì tôi Emma Trần nhắn qua là cảm ơn vì tôi vừa mới giúp được một người vượt qua khó khăn, rất là xuất sắc ha. Nếu mà Emma Trần mà đang học trực tiếp thì chắc chắn là đã nhận được một phần quà của cô Phương ha. Cảm ơn vì tôi vừa giúp được một người vượt qua khó khăn ha. Tôi an toàn, ok. May là xe mình không ngã, cho nên tiền thì mất nhưng mà cơ thể vẫn còn trọn vẹn ha. Ok, mình vẫn ổn. Ít nhất là người ta lấy giỏ và sẽ có thêm một bữa ăn cho một gia đình, và một cái gia đình rất là đông con đang chờ họ ha. Rất là xuất sắc các anh chị, thật sự là đã vận dụng cái tư duy tích cực trong buổi sáng nay rất là tuyệt vời ha. Ok. Như vậy thì chúng ta đã biết làm thế nào để chúng ta đã đóng khung, đúng không ạ? Nhưng cái quan trọng á là khi mà chúng ta làm bài với chị Thư Lê hay Tracy sáng nay á, thì chúng ta nghe một cái nhạc nó rất là nhẹ, và có một cái người dẫn chúng ta là có một cái màn hình màu đỏ, chúng ta hãy đổ tất cả những cái câu tiêu cực của mình vào. Sau đó thì coach sẽ tiếp tục dẫn chúng ta là hãy phủ định nó đi, chuyển nó sang cái màu hình màu cam, đúng không ạ? Rồi sau đó thì chúng ta lại tiếp tục nghe một cái dòng nhạc rất là du dương, rồi coach lại tiếp tục nói chúng ta là bây giờ chúng ta không có phủ định nữa, mà chúng ta sẽ chuyển qua cái câu trái nghĩa của cái câu phủ định. Và chúng ta đã làm cái bài tập đó trong khoảng 10 phút sáng nay, đúng không ạ? Và trong cái bài tập tái đóng khung này, các anh chị cũng đã được cô Phương dẫn dắt các anh chị trong khoảng 5 phút. Nhưng mà ngoài đời chúng ta không có 5 phút các anh chị ơi. Tiến sĩ, bác sĩ tâm lý Viktor Frank nói là chúng ta chỉ có 0,2 giây giữa cái việc mà sự kiện xảy ra cho đến khi chúng ta phản ứng, chúng ta chỉ có 0,2 giây. Và 0,2 giây đó nó gọi là 0,2 giây thần thánh. Tức là 0,2 giây đó nó sẽ quyết định chúng ta là người tích cực và chúng ta đi tiếp, hay là 0,2 giây đó nó quyết định chúng ta là người tiêu cực và chúng ta sẽ đi xuống. Cho nên là cô Phương rất là muốn kể từ ngày hôm nay, chiếc điện thoại của các anh chị á, nó sẽ giúp cho các anh chị thực tập cái việc chúng ta có hơi thở ý thức. Tức là nếu từ khi cha sanh mẹ đẻ chúng ta cho tới ngày hôm nay, chúng ta đã có rất là nhiều hơi thở vô thức, vô số những hơi thở vô thức, thì kể từ ngày hôm nay chúng ta sẽ xuất chúng, chúng ta sẽ là thành viên của 4% người xuất chúng, nhưng chúng ta phải có công cụ nha.
chúng ta sẽ dùng cái chiếc điện thoại để chúng ta bắt đầu có những hơi thở có ý thức. Và cứ như vậy mỗi ngày chúng ta luyện tập thì một ngày nào đó các anh chị sẽ sở hữu một cái hơi thở ý thức một cách vô thức. Tức là chúng ta lại quay về vô thức, nhưng mà trong một cái ý thức rằng chúng ta có 0,2 giây thần thánh, thì các anh chị sẽ trở thành những người tràn đầy yêu thương, những người tràn đầy năng lượng tích cực, để các anh chị có rất là nhiều đội ngũ xuất chúng muốn đi theo các anh chị để giúp cho các anh chị có thể bứt phá cùng nhau ha. Ok, đã mở bài thì chúng ta cũng phải tóm bài đúng không ạ? Chúng ta lại quay về với cái thế giới VUCA, bởi vì cái thế giới này cô Phương tin rằng nó sẽ kéo dài khoảng 50 năm. Và hơn nữa, các anh chị quan tâm tới cái lĩnh vực này, các anh chị có thể tìm đọc cái quyển sách có tên là 21 bài học của thế kỷ 21, một cái quyển sách rất là hay của tác giả Harari. Chúng ta biết rằng là cách đây vài ngàn năm thì dân số của thế giới rất là ít đúng không ạ? Nhưng mà tài nguyên thiên nhiên thì rất là nhiều. Chị Cam Ly công nhận không ạ? Cách đây vài ngàn năm thì tài nguyên thiên nhiên thì vô vàng, nhưng mà dân số thì rất là ít. Thì có phải là so với bây giờ thì dân số rất là đông và tài nguyên đang dần cạn kiệt không? Mà nếu điều đó chúng ta đồng ý thì cô Phương có thể kết luận câu này được không ạ? Tức là thế giới ngày càng nghèo đi và khó khăn hơn. Được không ạ? Thế giới thì càng nghèo đi và khó khăn hơn. Và thế giới sẽ không bao giờ trở lại như trước. Trong cái đợt dịch này cô Phương có một cái may mắn á, là khi mọi người hỏi cô Phương á, là đợt dịch này thì cô Phương có bị lên cân không, rồi cô Phương làm thế nào để cô Phương vẫn giữ được cái hình dáng thon gọn của mình, thì cô Phương nói là thật ra cái mùa dịch này cái mà cô Phương thiếu nhất đó là thiếu ngủ, là bởi vì cô Phương đăng ký rất là nhiều chương trình học trực tiếp bên Mỹ thì các thầy thì dạy từ 11 giờ khuya cho tới 3 giờ sáng của giờ Việt Nam, cho nên mình vẫn phải thức để mình học. Rồi ban ngày thì mình vẫn phải làm công việc của tập đoàn FPT và còn cái công ty DKHP của mình nữa. Thì trong cái chương trình học với thầy John C. Maxwell, là một cái bậc thầy về leadership, về lãnh đạo, thì thầy có nói một cái câu cô Phương rất là tâm đắc, đó là the world will never be the same as now. Tức là thế giới sẽ không bao giờ trở lại như trước nha các anh chị. Mình phải ý thức là cái thế giới của chúng ta vào tháng 12 năm 2019 sẽ không bao giờ trở lại như vậy nữa. Thế giới sẽ ngày càng nghèo và khó khăn hơn. Nhưng trong buổi sáng hôm nay chúng ta biết rằng chúng ta giỏi hơn chúng ta tưởng đúng không ạ? Chúng ta đã có công cụ để chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể giỏi hơn chúng ta tưởng. Và cô Phương cách đây vài năm cô Phương có hỏi con cô Phương á, là ok con giỏi hơn con tưởng á, nhưng mà làm thế nào để con biết con giỏi? Bằng cách nào thì con biết là con giỏi hơn con tưởng? Thì con cô Phương nó mới nói rằng con sẽ gặp một cái nghịch cảnh mà con chưa bao giờ gặp, và nếu con vượt qua được thì con biết là con giỏi hơn. Như vậy các anh chị có công nhận là ngày hôm nay chúng ta có thêm một cái tư duy, đó là khó khăn hay nghịch cảnh là bạn của chúng ta không ạ? Và nếu chúng ta xem khó khăn hay nghịch cảnh là bạn của chúng ta để chúng ta có cơ hội chúng ta biết rằng mình giỏi hơn, thì có phải là thế giới này là của chúng ta không ạ? Và cái nhóm GIA không có lý do gì chỉ giới hạn trong Việt Nam, Mỹ, Canada, Hàn Quốc hay là Đài Loan, mà chúng ta có thể sở hữu cả tất cả các thành viên trên hơn 200 nước trên thế giới đúng không ạ? Bởi vì nếu chúng ta đã sống và làm việc với cái tư duy khó khăn và nghịch cảnh là bạn thì chúng ta hoàn toàn xứng đáng để chúng ta bước tới. Trong khủng hoảng á, thì chúng ta cần phải lựa chọn tầm nhìn. Thì cô Phương xin mạn phép chia sẻ với các anh chị ba cái tầm nhìn sau đây. Một á, là các anh chị sẽ buông xuôi, được không ạ? Chúng ta sẽ buông xuôi bất lực, nhìn thấy sự sụp đổ của bản thân, của công ty, của cộng đồng và của đất nước. Hoặc là chúng ta có thể chọn một cái tầm nhìn khả quan hơn, tức là chúng ta thích ứng, tức là chúng ta tìm cách có máy trợ thở nè, chúng ta tìm cách làm thế nào đó để chúng ta có thể sống sót, nhưng nó cũng chỉ là một cái sự sống sót thôi. Cô Phương tin rằng cộng đồng GIA sẽ với sự dẫn dắt của Camly Group, chúng ta sẽ chọn cái tầm nhìn thứ ba nha. Tầm nhìn thứ ba nó là gì? Nó là kiến tạo, tức là chúng ta sẽ tham gia hình thành một cuộc chơi mới trong cái ngành nghề mà mình đang là chuyên gia, để chúng ta làm chủ cuộc chơi và chúng ta tạo nên kỳ tích, được không ạ? Các anh chị đồng ý là chúng ta là thành viên tham gia vào cái cuộc chơi mới và làm chủ một cái kỳ tích mới, thì chúng ta inbox qua để tạo năng lượng cho cộng đồng GIA đi ạ.
sẵn sàng để tạo kỳ tích mới ha. Chúng ta inbox qua một cái câu ngắn gọn để năng lượng không chỉ tuôn chảy trong cộng đồng GIA, năng lượng còn sẽ tiếp thêm cho Camly Group vương xa, và cái người hưởng lợi đầu tiên là chính chúng ta, gia đình chúng ta và cộng đồng chúng ta ha. Hãy quyết định là người kiến tạo để tạo ra một cái cuộc chơi mới và thiết lập lên những cái kỳ tích mới trên thế giới này. Để vài chục năm sau, khi chúng ta kể lại cho con cháu chúng ta là chúng ta đã có một cái Tết rất là dài, một cái Tết mà đếm tới mùng 90 cũng chưa hết Tết, nhưng mà trong cái Tết đó, đó thì chúng ta đã là những cái người kiến tạo nên lịch sử. Và để kết thúc chương trình thì cô Phương xin tặng cho các anh chị một cái câu của thầy John C. Maxwell. Tuy là các anh chị có thể nhìn thấy cái câu này trên màn hình, nhưng cô Phương xin phép đọc lớn lên cho chúng ta cùng cảm nhận. Các anh chị có thể nhắm mắt lại, chúng ta cùng tập trung vào bản thân của chúng ta để cảm nhận một cái nguồn năng lượng tuôn chảy, và cái nguồn năng lượng này sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta đi đến thành công trong thời gian tới, và đưa chúng ta đến cái chuyến chuyên cơ 500 chỗ của Camly Group ha. Ok. Chúng ta hãy cùng hít một hơi thật sâu, một hơi thở có ý thức, để chúng ta cảm nhận được sự bình an. Chúng ta hãy thở một hơi, chúng ta cảm nhận cái hơi thở đi ra nó ấm hơn cái hơi thở đi vào. Bởi vì sau hơn 2 tiếng của buổi sáng hôm nay, chúng ta đã có một cái sự vi tế nhất định, và chúng ta đã có thể cảm nhận được từng cái tế bào trong cơ thể của mình. Chúng ta biết ơn là chúng ta có mặt ở đây cùng chia sẻ những cái năng lượng tích cực để cùng đồng hành tạo nên một cái thế giới thật là tuyệt vời. Và với tất cả lòng kính trọng của mình dành cho người thầy, thầy John C. Maxwell, cô Phương xin phép gửi tặng cho các anh chị câu nói rất là nổi tiếng của thầy. Trong cuộc sống chúng ta, hầu hết các ngày đến rồi đi tuần tự mà không có gì nổi trội. Nhưng có một vài ngày không giống như những ngày khác. Đó là những ngày thật đặc biệt, vì khi đó chúng ta có cơ hội đứng dậy, tách khỏi đám đông, nắm bắt lấy thời khắc đó, hoặc vẫn quyết định ngồi yên cùng với đám đông và để nó trôi qua. Thời khắc then chốt này, nó đến một cách rất là bất ngờ và thường xuất hiện trong khủng hoảng. Các anh chị hãy cho phép mình có một cái cơ hội ngàn vàng, bởi vì đây là một cái cuộc khủng hoảng ngàn năm có một. Đó là một cái cuộc khủng hoảng đầu tiên trong lịch sử loài người, và chúng ta là những người thật may mắn được sống trong cuộc khủng hoảng này. Hãy cho phép mình có cơ hội đứng dậy, tách khỏi đám đông, nắm bắt lấy thời khắc đó và tạo nên kỳ tích ở trong lịch sử cùng với Camly Group. Xin cảm ơn các anh chị, và chúc cho các anh chị có một cái buổi sáng tràn đầy năng lượng. Các anh chị có thể dành vài phút ghi xuống quyển sổ tay của mình ba hành động mà mình sẽ làm ngay buổi chiều hôm nay sau khi mình nhận cái chứng chỉ từ Camly Group đi ạ. Tại vì thời gian thì không chờ đợi chúng ta, cho nên là chúng ta là con người của hành động, để chúng ta tách khỏi đám đông ngay vào một cái buổi chiều cuối tuần thứ bảy, khi mà mọi người có thể ngủ trưa, mọi người có thể đi cà phê, và rồi mỗi ngày đều trôi qua như chúng ta đã từng sống từ khi sinh ra, thì tất cả nhóm chúng ta sẽ đứng dậy và cho chúng ta bất kỳ một hành động nào đó để chúng ta tách khỏi đám đông và có một cái thành công trong tương lai. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Cô Phương rất là cảm ơn chị Cam Ly, lúc nào cũng trân quý, dành cho cô Phương rất là nhiều những cái ưu ái và cho cô Phương một cái cơ hội chia sẻ, lan tỏa một cái lối sống tích cực với những cái phần thực hành rất là cụ thể. Chúc cho tất cả chúng ta có một cái buổi lễ phát bằng tiếp theo đây tràn đầy năng lượng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.